Và sau đây em chính mời các bác nghe combo Fixer 202T mà em đã vừa qua giới thiệu chi tiết sản phẩm. Còn ly đến từ Mỹ, dòng xuất Ấn Độ chạy sổ sách rất là hay, chuyên trì dòng loa cổ. Và cặp loa em giúp cho các bác cùng nghe, đó là cặp loa 77A huyền thoại của Beoner. Đó là dòng loa cổ mạng FB đến từ Mỹ, Nhật sản xuất nhưng mà chỉ xuất cho thị trường Mỹ sử dụng thôi nha các bác. Và CD để chuyển những bài nhạc 75 thì đây là một CD Philips LH300. Với bộ này các bác nghe nhạc bolero này, nhạc 75, nhạc tiết tấu chậm, nhạc bên cối cũng rất là tuyệt vời nha. Mời các bác cùng nghe nha. Bác nào yêu thích sản phẩm nào thì alo cho em Chiến qua hai số điện thoại trên tấm biển và đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Quay.
Rồi, em Chiến xin phép là dừng video. Cảm ơn các bác đã dành chút thời gian xem video của em. Có nào yêu thích sản phẩm nào thì alo cho em nha.